Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14 người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, xong kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. Ai đi theo sự ngay thẳng, kính sợ Đức Giê-hô-va, còn ai ăn ở tà vại, khinh bỉ ngài. Trong miệng kẻ ngu dại, có cây roi đánh phạt sự kiêu ngạo nó, xong môi người khôn ngoan giữ lấy người. Đâu không có bò, đó máng cỏ trống không, nhưng nhiều hoa lợi do nơi sức bò đực mà ra. Người chứng trung thành không hề nói dối, còn kẻ làm chứng gian buông lời dối trá. Kẻ nhạo bán tìm khôn ngoan mà không gặp, song sự tri thức lấy làm dễ cho người thông sáng. Hãy gian xa khỏi mặt kẻ ngu muội, con sẽ chẳng tìm được môi khôn ngoan nơi nó. Sự trí huệ của người khôn khéo ấy là hiểu rõ đường lối mình nhưng sự điên cuồng của kẻ ngu muội là sự phỉnh gạt. Kẻ ngu dại bị bán tội lỗi, nhưng người ngay thẳng có được ơn của Đức Chúa Trời. Lòng nhìn biết sự cay đắng của lòng, một người ngoại không chia vui với nó được. Nhà kẻ gian ác sẽ bị đánh đổ, song trại người ngay thẳng sẽ được hưng thịnh. Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Dù trong lúc cười cợt, lòng vẫn buồn thảm, và cuối cùng sự vui, ấy là điều sầu não. Lòng kẻ nào lìa xa Đức Chúa Trời sẽ được no nê sự kết quả của mình, còn người lành nhờ chính mình mà được thỏa nguyện. Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời, nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình. Người khôn ngoan sợ và tránh khỏi điều ác song kẻ ngu muội ở xất xược và có lòng cậy mình người nóng nảy làm điên làm dại và kẻ toan mưu ác bị ghét kẻ ngu muội được sự điên dại làm cơ nghiệp song người khôn ngoan được đội mão triều thiên bằng tri thức người ác phục trước mặt người thiện và kẻ dữ cuối lại ở ngoài cửa người công bình người nghèo khó giàu láng giềng cũng ghét bỏ nhưng bằng hữu của người giàu thì nhiều thay ai khinh bỉ kẻ lân cận mình phạm tội còn ai thương xót người khốn khó lấy làm có phước thay kẻ toan mưu ác há chẳng lầm lạc sao còn nhân từ và chân thật thuộc về người toan mưu thiện. Trong các thứ công việc đều có ích lợi, nhưng miệng nói nhiều chỉ dẫn đến sự thiếu thốn. Giàu có là mão triều thiên cho người khôn ngoan, còn điên cuồng của kẻ ngây dại chỉ là điên cuồng. Kẻ làm chứng chân thật giải cứu linh hồn người ta, song kẻ nào nói dối gây sự phỉnh gạt. Trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va có nơi nương cậy vững chắc và con cái Ngài sẽ được một nơi ẩn núp. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống, đặng khiến người ta tránh khỏi bảy sự chết. Dân sự đông đảo ấy là sự vinh hiển của vua, còn dân sự ít ấy khiến cho quan tướng bị bại. Kẻ nào chậm nóng giận có thông sáng lớn nhưng ai hay nóng nảy tôn lên sự điên cuồng lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể còn sự ghen ghét là đồ mục của xương cốt kẻ hà hiếp người nghèo khổ làm nhục đấng tạo hóa mình còn ai thương xót người bần cùng tôn trọng ngài kẻ ác bị đánh đổ trong sự gian ác mình nhưng kẻ công bình vẫn có nơi nương cậy dầu trong khi chết. Sự khôn ngoan ở tại lòng người thông sáng, còn điều ở trong lòng cái ngu muội được lộ ra. Sự công bình làm cho nước cao trọng, song tội lỗi là sự hổ thẹn cho các dân tộc. Vua làm ơn cho tôi tớ nào ăn ở khôn sáng, nhưng cơn thạnh nộ vua nổi nghịch cùng kẻ gây sự hổ thẹn chương 20 Đoạn Tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống Tay cầm chìa khóa vực sâu Và một cái xiềng lớn Người bắt con rồng Tức là con rắn đời xưa Là ma quỷ, là sa tan Mà xiềng nó lại đến ngàn năm Người quăng nó xuống vực Đóng cửa vực Và niêm phong lại Hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa Cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn sự đó đoạn Satan cũng phải được thả ra trong ít lâu tôi lại thấy những ngai và những người ngồi trên ngai được quyền xét đoán kế đó tôi thấy linh hồn những kẻ đã phải chết chém vì sự làm chứng cho đức chúa giêsu và vì lời đức chúa trời linh hồn những kẻ chẳng thờ lại con thú cùng hình tượng nó chẳng nhận dấu hiệu nó hoặc trên trán hoặc trên tay các người ấy được sống và trị vì với đấng christ trong một ngàn năm còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. Ấy là sự sống lại thứ nhất. Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy. Song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm. Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Satan sẽ được thả và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân gót và dân ma gót. Nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển. Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu. Nhưng có lửa từ trên trời rơi xuống thiêu diệt chúng nó. Còn ma quỷ là đứa đã dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm. Trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Bây giờ, tôi thấy một tòa lớn và trắng, cùng đấng đang ngồi ở trên. Trước mặt ngài, trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Chương 3 sau việc ấy, Gióp mở miệng rủa ngày sanh mình. Gióp bèn cất tiếng nói rằng, Ngày ta đã sinh ra, khá hư mất đi. Còn đêm đã nói rằng, có được thai dựng một con trai, hãy tiêu diệt đi. Nguyện ngày ấy bị ra tâm tối. Nguyện Đức Chúa Trời từ trên cao chớ thèm kể đến và ánh sáng đừng chiếu trên nó. Chớ gì tối tâm và bóng sự chết nhìn nhận nó. Án mây kéo phủ trên nó và nhật thực làm cho nó kinh khiếp. Nguyện sự tối tâm mịt mịt hãm lấy đêm ấy, chớ cho nó đồng lạc với các ngày của năm, đừng kể nó vào số của các tháng. Phải, nguyện cho đêm ấy bị son sẻ, tiếng vui cười chớ vang ra trong khoảng nó. Ai hay rửa sả ngày và có tài chọc Leviathan vậy, hãy rửa sả nó nguyện sao chạng vạn đêm ấy phải tối tâm. Nó mong ánh sáng mà ánh sáng lại chẳng có, chớ cho nó thấy rạng đông mở ra. Bởi vì đêm ấy không bế cửa lòng hoài thai ta, chẳng có dấu sự đau đớn khỏi mắt ta. Nhân sao tôi chẳng chết từ trong tử cung, nhân sao không tắt hơi khi lọt lòng mẹ. Cớ sao hai đầu gối đỡ lấy tôi và vú để cho tôi bú. Bằng chẳng vậy, bây giờ ác tôi đã nằm an tịnh, được ngủ và nghỉ ngơi, cùng các vua và mưu sĩ của thế gian đã cất mình những lăng tẩm, hoặc với các quan trưởng có vàng và chất bạc đầy cung điện mình. Hoặc tôi chẳng hề có như một thai xảo biệt tâm, giống các con trẻ không thấy ánh sáng. Ở đó, kẻ hung ác thôi dài rạc và các người mõn sức được an nghỉ, ở đó, những kẻ bị tù đồng nhau được bình tĩnh, không còn nghe tiếng của kẻ hà hiếp nữa. Tại nơi ấy, nhỏ và lớn đều ở cùng nhau, và cái tôi mọi được phóng khỏi ách chủ mình. Cớ sao ban ánh sáng cho kẻ hoạn nạn và sinh mạng cho kẻ có lòng đầy đắng cay? Người như thế mong chết mà lại không được chết. Cầu thác hơn là tìm kiếm bửu vật giấu kín. Khi người ấy tìm được mồ mã thì vui vẻ và nức lòng mừng rỡ thay. Người nào không biết đường mình phải theo và bị Đức Chúa Trời vây bọc bốn bên sao lại được sự sống? Vì trước khi ăn tôi đã than xiết, tiếng kêu vang tôi tuôn tôi như nước vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi. Điều tôi kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Tôi chẳng được an lạc, chẳng được bình tĩnh, chẳng được an nghỉ. Xong nỗi rối loạn đã áp đến. Chương 4 Bây giờ Elipha, người thê mang, đáp lời mà rằng Nếu người ta thử nói với ông, ông sẽ mất lòng chăng? Nhưng ai cầm giữ mình không nói sao được? Kìa, ông đã dạy dỗ nhiều người và làm cho tay yếu đuối ra mạnh mẽ. Các lời nói ông đã đỡ kẻ siêu tó lên và đầu gối lung lay ông đã làm cho vững bền. Nhưng bây giờ tai nạn xảy đến ông, ông lại giận. Nó lâm vào ông thì ông bị rối lòng. Ông kính sợ Đức Chúa Trời. Ấy há chẳng phải nơi nương nhờ của ông. Tánh hạnh hoàn toàn của ông. Há chẳng phải sự trông cậy của ông sao? Ông hãy suy xét lại, nào bao giờ có kẻ vô tội bị hư mất, đâu có người ngay thẳng lại bị trừ diệt. Theo điều tôi đã thấy, ai cay sự gian ác và gieo điều khuấy rối thì lại gặt lấy nó. Bởi hơi thở Đức Chúa Trời chúng bèn hư mất, tại hơi xịt giận Ngài họ bị tiêu hao đi. Tiếng gầm của sư tử và giọng sư tử hét đã êm lặng, và nanh của các sư tử con bị gãy sư tử mạnh bạo chết vì thiếu mồi và các sư tử con bị tản lạc có một lời mật thấu đến tôi lỗ tai tôi văng vẳng nghe tiếng ấy ban đêm đang khi loài người ngủ mê lòng tôi suy tưởng bèn thấy dị tượng sự kinh khủng sợ hãi xông hãm tôi khiến xương cốt tôi run rẩy có một thần đi ngang qua trước mặt tôi các lông tóc của thịt tôi bèn sững lên thần đứng đó, tôi nhìn không biết mặt người. Có một hình dạng ở trước mặt tôi. Tôi nghe tiếng thầm thỉ nho nhỏ mà rằng, Loài người hay chết, há công bình hơn Đức Chúa Trời ư? Loài người há được trong sạch hơn đấng tạo hóa mình sao? Kìa, Đức Chúa Trời không tin cậy các tôi tới Ngài. Ngài thường trách sự điên dại của Thiên Sứ Ngài. Phương chi những kẻ ở chòi đất sét được cất trên nền bụi cát, bị chà nát như loài sâu mọt. Giữa khoảng sáng đến chiều, chúng bị hư nát, hằng chết luôn luôn mà chẳng có ai lưu ý đến. Dây chằng của chúng há chẳng bị dứt trong mình họ sao? Chúng thác, nào được khôn ngoan chi? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu quyết thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy đầy dễ con chúa ơi những bông trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhị nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ đầy dẫy trên con con xin chúa thêm sức mới thêm đức tin cho con xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày con cảm ơn chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.